Bạn Hòa có hỏi, cho tôi hỏi là uống hoa tươi và quả tươi của cây cà, cây leo thì có được hay không? Và tác dụng của nó như thế nào? Chào bạn, hoa tươi và quả tươi của cây cà, cây leo thì vẫn có thể sử dụng để làm thuốc được bình thường bạn nhé. Công dụng của hoa và quả cà, cây leo thì có tác dụng tương tự đối với thân và rễ cà, cây leo. Công dụng của hoa, quả cà, cây leo là giúp mát gan, giải độc, thanh nhiệt và hạ men gan. Thông tin thêm với bạn về cà gai leo như sau. Tác dụng của nước sắc cà gai leo là giúp hạ men gan, mở máu, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, kiềm hãm sự phát triển của virus viêm gan B, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, làm giảm các triệu chứng của bệnh gan như là đau tức hạ sườn phải, vàng da. Rễ của cây cà gai leo thì có thể dùng làm thuốc để điều trị phong thấp, đau nhức răng, chảy máu chân răng, điều trị say rượu và giải rượu. Để liên hệ mua cà gai leo thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh hoặc đến các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc ạ.